Nội dung buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi về tầng thứ quản lý các đối tượng, gióng hàng các đối tượng và nhóm lệnh shopping dùng để hàng cắt ghép các đối tượng với nhau. Cái đầu tiên là chúng ta trao đổi về tầng thứ các đối tượng. Thì trong bản vẽ thiết kế của chúng ta thì nó sẽ có nhiều các đối tượng khác nhau, và chúng ta sẽ nhận thấy một điều là các đối tượng nó có cái tầng cao thấp khác nhau. Nếu mà nằm đè lên nhau thì đối tượng nằm trên sẽ che lấp một phần của đối tượng nằm dưới. Và như thế nào thì là một đối tượng nằm trên, như thế nào là một đối tượng nằm dưới, thì căn cứ theo cái thứ tự mà chúng ta vừa mới vẽ ra thì chúng ta thấy rằng là đối tượng nào mà vẽ ra trước thì nó sẽ nằm dưới, và đối tượng nào vẽ ra sau thì sẽ nằm trên. Đối tượng nào vẽ sau cùng thì đối tượng đó sẽ nằm trên tất cả các đối tượng mà vẽ trước nó. Cái đỏ này vẽ trước này là nằm dưới cùng, cái vàng vẽ sau cùng thì nằm trên cùng so với tất cả các đối tượng còn lại. Nhưng mà các đối tượng thì vẽ ra ở các thời điểm khác nhau, và nó sẽ tuân thủ theo các cái thứ tự tầng thứ trên dưới. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng duy trì nguyên trạng như thế, không, không phải, đúng không? Có những đối tượng tôi vẽ ra sau nhưng tôi lại có nhu cầu là đưa nó xuống nằm dưới các đối tượng vẽ trước nó. Thế thì để thực hiện việc này thì chúng ta sẽ sử dụng các nhóm lệnh như sau. Chúng ta vào menu object. Trong menu object thì chúng ta tìm tới lệnh order. Lệnh order ở đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số các cái tùy chọn như sau. Chúng ta sẽ thấy là có các lệnh này: to front a page này, to back a page, to front a layer, to back a layer, forward one, back one, in front of và behind. Đấy là tất cả các lệnh ở trong cái nhóm này nó cung cấp cho chúng ta. Trong đó thì chúng ta thấy rằng là nó có một số các cái lệnh thì hiện đang bị mờ đi, và một số lệnh thì có thể thực hiện được ngay. Chúng ta sẽ làm quen với cái nhóm này trước, nhóm bốn lệnh này trước, đó là to front a layer, to back a layer, forward one và back one. Đây là những cái lệnh mà nó quen thuộc nhất, cơ bản nhất. Thì to front a layer là đưa một đối tượng lên trên cùng so với tất cả các đối tượng hiện nằm trên cùng layer với nó. Nhưng tại vì cái đối tượng này của chúng ta đang là đối tượng nằm trên cùng ở trong nhóm layer đó rồi, cho nên lệnh này không khả thi nữa, bởi vì nó đang ở tình trạng đó rồi. Thì chúng ta có thể sử dụng một trong hai lệnh: to back up layer hoặc là back one. Trong đó to back up layer là đưa xuống dưới cùng so với tất cả các đối tượng hiện đang có ở trong layer, còn back one thì nó sẽ là đưa xuống từng bậc một. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng để hình dung cho nó dễ là cái thao tác to back up layer hoặc là back one thì nó sẽ tương tự như là cái việc chúng ta xem phim trường ấy. Đấy, mọi người cứ hình dung là cao thủ thì nhảy từ trên tầng một phát là xuống đất luôn, thì đấy là to back up layer. Đấy, bất kể là đang ở trên mái nhà hay trên tầng 2 hay tầng 3, vỗ đùi một cái là nhảy luôn xuống đất. Thế là một lệnh là xuống tới dưới cùng luôn. Thế còn cái lệnh gì đã bách, đúng không? Đây, lệnh bách one thì giống như dân thường ấy, là phải làm sao nhỉ, chạy từng bậc thang xuống từ trên tầng, mà muốn xuống được thì cứ mỗi một lần thì bước xuống một bậc thang để xuống thấp hơn. Và cái bách one này nó tương ứng với việc là tôi đang ở trên bậc thang cao hơn thì tôi bước xuống một bậc thấp hơn. Đây, ví dụ chúng ta xem ở đây thì nó có một số các cái phím tắt luôn, và chúng ta có lẽ là rất dễ nhớ cái này. Chúng ta có lệnh là shift pad down nhé, chúng ta có lệnh shift pad down và control pad down. Đấy, trong đó shift pad down là đưa xuống dưới cùng luôn, còn control pad down là đi xuống từng bậc. Đây, chúng ta xem xét, đây là thằng này trên cùng nhé, chúng ta nhấn phím control này, pad down này, nó đang ở trên cùng tất cả này, control pad down một bước, vậy là nó đi xuống dưới thấp hơn thằng xanh ngọc, đúng không? Bây giờ nó đang nằm trên thằng xanh lá cây và thằng đỏ, control pad down lại bước xuống một bậc nữa, và bây giờ nó thấp hơn
thằng xanh cây đó. Control bắt đầu lần nữa thì nó bước xuống dưới thấp nhất và nó nằm dưới thằng cả thằng đỏ. Thế còn nếu mà ship thì sao? Ship thì bây giờ nó đang bắt đầu rồi, nó nằm dưới cùng rồi, ship bắt up này một bước là nó nhảy lên thì đấy trên nóc nhà luôn. Thế còn nếu như mà chúng ta cho nó lên từng bậc này, đây ship bắt đầu để đưa xuống dưới cùng, và bây giờ chúng ta control bắt up một bước này lên trên đỏ này, bước nữa này lên trên xanh này, bước nữa lên trên xanh nữa này. Như vậy là chúng ta sẽ có hai hình thức, một là đi từng bước như đi cầu thang bộ, còn cái kia là nhảy một phát từ dưới đất lên nóc nhà, hoặc là gì đấy, từ nóc nhà xuống dưới đất. Thế thì như vậy là chúng ta đã biết cái cách để mà chúng ta đưa các đối tượng lên trên hoặc xuống dưới theo nhu cầu. Tuy nhiên là ở đây nó sẽ có một cái quãng mà nó hơi hơi khó xử lý nếu như mà bây giờ đối tượng của chúng ta là nhiều. Hiện tại chúng ta chỉ có 4-5 đối tượng thôi, cho nên là cái việc mà đưa xuống hay đưa lên thì nó rất là đơn giản. Nhưng nếu bây giờ chúng ta tưởng tượng là chúng ta có 100 đối tượng thì sao? 100 đối tượng, nếu như chúng ta đưa nó lên một cái khu vực nào đó mà ở gần trên đỉnh hoặc là gần dưới đáy thì các cụm lệnh mà chúng ta vừa làm vừa rồi là đủ. Ví dụ như là tôi đưa một đối tượng ở một cái vị trí bất kỳ nào đó lên trên vị trí độ khoảng tầng 90-95 gì đó, thế thì cách nhanh nhất thì tôi sẽ cho nó ship bắt up, đúng không? Đưa lên trên nóc luôn, và từ nóc đó thì tôi sẽ đi xuống độ khoảng trong vòng độ khoảng 10 tầng thì thao tác đó cũng không quá là lâu. Hoặc là cho xuống tầng 5 chẳng hạn, thì tôi ở bất cứ chỗ nào tôi cũng cho nó xuống đất luôn, xong rồi đi bộ ngược lên 5 tầng. Thao tác đó thì không có lâu lắm. Nhưng bây giờ nếu như nó lại bắt chúng ta là đưa một cái đối tượng nào đó mà lên đến tầng độ khoảng 49, 50, 51 gì đấy, nó cứ nằm giữa lơ lửng, thì chắc chắn nhóm lệnh vừa rồi của chúng ta nó không có giúp chúng ta giải quyết được việc đó. Thì chỉ có một cách là gì đây? Đi xuống từng bước hoặc là đi lên từng bước cho tới khi nào lên được đến cái tầng đó thôi. Và như thế thì cực kỳ mất thì giờ. Mà một cái bản thiết kế phức tạp thì không phải chỉ 100 đối tượng đâu, có đến cả ngàn đối tượng cũng có. Cho nên là nếu mà chúng ta chuyển như thế thì chắc là chỉ có ngồi suốt ngày mà đếm đếm xem là đi được bao nhiêu bậc thôi. Vậy thì không thể nào mà thao tác được với chỉ từng đấy lại. Vậy thì chúng ta sẽ phải có sự trợ giúp tốt hơn. Sự trợ giúp tốt hơn đó là lệnh, nhóm lệnh gì đây ạ? In front of hoặc là behind. In front of ở đây là lệnh sẽ đưa một đối tượng lên nằm trên một đối tượng được chỉ định. Còn behind là đưa một đối tượng nằm bên dưới một đối tượng được chỉ định. Bây giờ chúng ta sẽ thao tác như sau. Đây, chẳng hạn như là tôi chọn, đây vẽ thêm độ khoảng 5-10 cái đối tượng nữa cho nó phong phú hơn nhé. Này, chúng ta thêm vài đối tượng đó. Chẳng hạn bây giờ tôi đưa cái thằng đỏ lên nằm ngay bên dưới cái thằng tím sáng này. Thế thì nếu như mà chúng ta không biết cách thì chúng ta có phải đi từ từ từng bước cho tới khi nào mà nó lên tới nơi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bằng cách nhanh hơn, đó là vào object, vào order và chúng ta chọn behind. Sau khi chúng ta chọn lệnh thì sẽ có một cái mũi tên đen rất là to như thế này, và chúng ta chỉ vào cái đối tượng mà chúng ta muốn. Đây, tôi chỉ vào đối tượng màu tím này. Ok, vậy là cái đối tượng màu đỏ này sẽ chuyển tầng và nó sẽ nằm ngay kề bên dưới cái thằng tím. Bây giờ ngược lại, tôi muốn đưa cái này xuống dưới thằng tím nhạt này chẳng hạn, thì tôi sẽ sử dụng lệnh như sau: object order, lúc này chúng ta chọn behind đó, tôi lại chỉ xuống thằng tím này, lập tức thằng này sẽ chuyển xuống nằm ở cái tầng dưới thằng tím. Thế còn bây giờ đưa lên chẳng hạn, tôi muốn thằng xanh này nằm lên trên thằng tím sáng này chẳng hạn, object order, lúc này chúng ta chọn in front of, tôi chỉ vào thằng nào thì lập tức nó sẽ trèo lên và nó nằm ngay trên thằng đấy. Còn dưới thằng nào không cần biết, nhưng cái thằng mà chúng ta chỉ định là chắc chắn cái đối tượng mà chúng ta chuyển tầng ấy là nó lên nằm đúng ở trên đó.
Thế thì như vậy là chúng ta đã có thể là chuyển một cách chính xác một đối tượng lên nằm trên hoặc là nằm dưới một đối tượng khác do chúng ta chỉ. Ok, vậy đến đây thì chúng ta vẫn thấy thắc mắc là còn hai cái lệnh này thì nó là cái gì? Đó là to back a page hoặc là to front a page. Thế thì page với layer thì nó khác nhau như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ dùng một cái hình thức mô tả như sau. Một cái layer nó sẽ tương tự như một tầng nhà đấy, và trong một cái nhà như thế thì sẽ có các đối tượng, có nhiều đối tượng sống trong một tầng nhà đó, và nó sẽ có tầng thứ cao thấp khác nhau. Bây giờ chẳng hạn như là trong một gia đình, trẻ con nó đang nằm bò dưới sàn nó chơi, thì đấy là đứa ở cái tầng thấp nhất ở trong cái layer đó hay là trong cái tầng nhà đó. Thế bây giờ thằng anh con chị thì sẽ ngồi ở trên ghế, ngồi trên bàn đang học, thì thằng anh con chị nó sẽ ở cái tầm cao hơn một tí, đúng không? Bà mẹ thì đứng nấu nướng thì bà mẹ lại đứng ở cái tầm lại cao hơn bọn con một ít, đúng không? Thế còn ông bố thì loay hoay bắt ghế bắt hàng thứ trèo tít lên trên trần, sát lên trên trần để mà sửa điện, thì ông bố sẽ là người đang đứng cao nhất ở trong cái layer đó, trong cái tầng đó. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta lại có nhà nhiều tầng thì sao? Đấy, một layer nó có thể như là một căn nhà, nhưng căn nhà này có thể một tầng hay nhiều tầng. Đấy, nếu như một căn nhà hai tầng thì chúng ta ứng vào trong cái tài liệu này, chúng ta coi đây là một tài liệu có hai layer. Đấy, và ở trên tầng 2 cũng có thể có nhiều người cũng đứng, cũng ngồi, cũng leo trèo cao thấp khác nhau. Đấy, và trong trường hợp đó thì nếu mà chúng ta sử dụng những cái lệnh mà to front a page hoặc là to back a page, lúc đó thì chúng ta sẽ đưa cái đối tượng lên ở tầng cao nhất, thì có thể là không phải là ông bố đang sửa điện ở sát trần tầng 1 đâu, mà lúc đó thì ông bố lại trèo lên tầng 2 cơ. Đấy, và bám sát trần tầng 2 thì lúc ấy ông bố mới là người cao nhất ở trong cái nhà đấy, chứ không phải ở trong cái tầng đấy nữa. Thế thì làm thế nào để chúng ta biết được là một tài liệu này có bao nhiêu layer hay là ngôi nhà này có bao nhiêu tầng? Thì đây chúng ta sẽ làm việc như sau. Các bạn vào trong Windows. Trong Windows này thì các bạn tìm tới Docker. Trong Docker này thì các bạn tìm tới cho tôi cái thẻ lệnh là Object Manager, quản lý các đối tượng. Nếu như mà các bạn đã thấy cái dấu này được đánh dấu rồi thì nó đã được mở ra và nó sẽ nằm ở bên sát bên hộp màu ở đây. Còn nếu chưa có thì các bạn bấm vào thì nó sẽ mở ra. Và khi mở ra thì đây, trông nó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ có một cái cửa sổ mở ra ở phía bên tay phải này, có tên là Object Manager, quản lý các đối tượng. Và các bạn để ý một chút là đối tượng mà chúng ta đang làm việc ở trong cửa sổ này, nó cũng được liệt kê ở trong cái cửa sổ Object Manager này. Ở đây có bao nhiêu đối tượng nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta có 8 đối tượng ở đây tất cả. Và ở bên trong này nó cũng liệt kê 8 đối tượng như thế. Và bao nhiêu đối tượng, màu gì, thuộc tính của nó như thế nào thì ở trong cửa sổ này nó cũng liệt kê cho chúng ta như thế. Đây nó giống như là một cái phương tiện để kiểm soát, để quản lý các đối tượng ở trong cửa sổ làm việc của chúng ta. Và các bạn cũng để ý này, khi mà tôi chọn một đối tượng nào đó ở cửa sổ làm việc ở bên trái thì ở bên trong cái cửa sổ quản lý này nó cũng sẽ được chọn lựa một cách tương ứng. Ví dụ mọi người để ý này, tôi đã chọn hình màu đỏ, chữ nhật màu đỏ ở bên cửa sổ làm việc, thì trong cửa sổ quản lý thì cái hình chữ nhật nhỏ nhỏ màu đỏ này nó cũng được chọn và trông nó cũng khác biệt với các đối tượng còn lại được quản lý trong này. Bây giờ tôi bấm vào màu vàng nhé, thì màu vàng trong này cũng được chọn. Như vậy đây là một cái hình thức mà bình thông nhau. Tôi chọn một đối tượng ở trong cửa sổ làm việc cũng được, mà tôi chọn một đối tượng ở trong cửa sổ quản lý cũng được. Nó có giá trị như nhau. Và nếu để ý một tí thì mọi người cũng sẽ thấy là cái quan hệ tầng thứ, thằng nào nằm cao, thằng nào nằm thấp ở trong cửa sổ làm việc nó cũng được thể hiện một cách giống hệt ở trong cửa sổ quản lý. Đây, ở dưới cùng là đối tượng
này thì các bạn sẽ thấy rằng đúng là nó nằm thấp hơn thật. Đây, tôi có thể đặt nó vào bất cứ đối tượng nào thì cũng thấy là đối tượng tôi đang chọn này nó nằm ở tầng thấp hơn. Và rõ ràng thằng này ở trong cửa sổ quản lý nó cũng thể hiện cái quan hệ đó. Bây giờ tôi đưa nó lên cùng nhé, ship up nhé, đưa lên trên cùng. Thì đây, đối tượng này của tôi đã nằm cao hơn tất cả các đối tượng khác. Khi tôi di vào cùng một vị trí thì tôi thấy đối tượng này nó che lấp các đối tượng bên dưới. Và cái quan hệ đó nó cũng được thể hiện ngay là thằng này đã nằm ở trên trên cùng rồi. Thì như vậy là chúng ta có thể là thực hiện các thao tác ở trong cửa sổ hoặc ở trong đây. Đây, nếu mà chúng ta làm một cách thủ công, tôi có thể kéo này, kéo thằng này xuống nằm dưới thằng xanh lá cây, kéo thằng này xuống nằm dưới thằng tím, dưới chưa, dưới rồi, đúng không? Như vậy là chúng ta có thể thao tác được cả hai bên. Thế bây giờ thêm một tầng thì như thế nào, hay thêm một layer? Thì đây, các bạn quan sát ở đây tôi có một cái biểu tượng new layer, nó nằm ở góc dưới cùng bên trái của cái cửa sổ Object Manager. Và khi tôi bấm vào đây thì lập tức nó sẽ hiện ra một cái thẻ này để cho tôi đặt tên. Mặc định thì nó sẽ đặt tên là layer 2. Đấy. Nhưng mà chúng ta không thích, chúng ta có thể đặt tên khác. Còn không can thiệp vào thì nó sẽ giữ nguyên là tên là layer 2. Và lúc này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có layer 2, có layer 1. Và layer 2 đang ở trên tầng trên. Và lúc này cái tầng trên này thì nó đang trống, không có người nào ở cả, tức là không có đối tượng nào. Bây giờ tôi vẽ thêm các đối tượng vào thì sao? Ví dụ tôi vẽ thêm một số đối tượng khác. Cái này thì cũng tương ứng với cái việc là tôi đưa thêm người lên ở trên tầng 2 này. Và mọi người nhìn thấy là toàn bộ các đối tượng tôi vừa mới vẽ ra là các hình elip thì nó sống ở tầng 2 chứ không phải sống ở tầng 1. Và bất kể như thế nào thì nó cũng đều cao hơn bọn ở tầng 1, vì đơn giản nó ở tầng cao hơn đó. Bây giờ tôi muốn đưa một đối tượng lên trên tầng cao nhất thì sao? Ví dụ thằng xanh lá cây này đang là đối tượng cao nhất ở tầng 1. Bây giờ tôi sử dụng lệnh Object Order và tôi chọn To Front of Page, tức là cao nhất ở trong cái trang này. Nếu tôi bấm vào đây, nó sẽ hiện ra một cái bảng thoại nhắc nhở. Đó, đối tượng này sẽ được dịch chuyển từ cái tầng 1 sang một tầng khác đó. Có chấp nhận hay không? Tất nhiên là chúng ta có thể tắt cái này đi bằng cách là đánh dấu vào cái phần Do Not Show This Message Again này. Còn nếu mà không muốn giấu đi thì thôi đừng đánh dấu, nhấp OK thôi, xác nhận. Và đây, lúc này thì chúng ta nhìn thấy là cái đối tượng ở dưới tầng 1 bắt đầu trèo lên tầng 2, ở trên tầng 2 rồi. Và nó cũng trèo lên vị trí cao nhất ở trên tầng 2. Và tất nhiên nhà này chỉ có 2 tầng thôi, vậy nó là cao nhất ở trong ngôi nhà này rồi. Kéo thả trực tiếp được không? Kéo thả trực tiếp được. Ví dụ tôi lấy thằng đỏ, kéo trực tiếp từ tầng nọ sang tầng kia. Đấy, lên tầng trên đi. Đó. Hoặc nếu như tôi chỉ định thì sao? Chọn đối tượng màu cam, Object Order. Và lúc này tôi chọn là gì đây ạ? In front of. À, đối tượng này sẽ nằm lên trên đối tượng nào đó, ví dụ thằng xám này chẳng hạn. Tất nhiên nếu như nó đang ở tầng dưới mà chúng ta bắt nó lên nằm cao hơn một cái thằng ở tầng trên nào đó, hoặc là nằm ở dưới sát một cái thằng ở tầng trên nào đó, thì nó cũng nhắc nhở là thằng này sẽ chuyển tầng đấy. Nhấp OK đi, xem có đúng là nó lên không. Lên rồi, đó. Và đây chúng ta cũng nhìn thấy nó xuất hiện ở trên tầng 2. Như thế là các bạn thấy rằng là chúng ta có thể là tạo ra các cái tầng thêm nữa nếu cần. Và thao tác thì rất là đơn giản, đó là bấm vào cái biểu tượng new layer ở góc dưới bên trái này. Khi tầng mới phát sinh và chúng ta chọn cái tầng đó thì chúng ta vẽ cái gì, chúng ta tạo ra cái gì thì nó sẽ xuất hiện ở trong cái tầng đó chứ không phải ở cái tầng cũ nữa. Thế thì bây giờ có mấy cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý làm việc với các layer này. Ở đầu của mỗi một layer thì chúng ta thấy có một số các cái biểu tượng, bao gồm có 3 biểu tượng, đó là biểu tượng con mắt, biểu tượng máy in và biểu tượng bút chì. Biểu tượng con mắt để làm gì? Biểu tượng con mắt khi tôi bấm vào đây, tôi tắt cái mắt đi, thì mọi người thấy là tất cả các đối tượng mà nằm ở cái tầng mà chúng ta vừa tắt con mắt đi thì đều không xuất hiện nữa.
Nó không xuất hiện không có nghĩa là nó mất, mà nó chỉ bị ẩn giấu đi thôi, không cho hiển thị thôi. Đây, tên tuổi vẫn có, nhưng mà mọi người nhìn thấy là nó trở thành màu xám, không còn màu nữa. Nếu tôi bật lên thì chúng ta lại thấy nó xuất hiện. Như thế không phải là bị xóa mà bị ẩn giấu đi thôi. Trường hợp thứ hai là tôi bấm vào cái máy in. Nếu tôi bấm vào cái máy in thì mọi người sẽ thấy là có một cái biểu tượng biển cấm xuất hiện ở trên hình cái máy in đó. Thế biểu tượng này nó làm gì? Nó sẽ cấm không cho in những đối tượng nằm ở trên cái tầng thứ layer 2 này. Ở trong màn hình vẫn có đó, màn hình vẫn thấy đầy đủ tất cả các đối tượng. Tuy nhiên là nếu nó máy in thì nó chỉ in các đối tượng ở tầng khác, còn đối tượng ở tầng 2 này một khi đã bị cấm in thì nối máy in là nó không in ra. Thế trường hợp thứ ba thì sao? Trường hợp thứ ba là cái bút. Bút này khi bấm vào đây thì thôi, không thể nào mà chọn, không thể nào mà thao tác, không thể làm gì được. Nhìn thì vẫn nhìn thấy nhưng không chọn được. Đây ví dụ cái đối tượng này ở tầng dưới, tôi có thể bấm vào để tôi chọn bất kỳ một đối tượng nào ở tầng dưới, nhưng những đối tượng nào thuộc ở tầng trên nhìn thấy thì nhìn nhưng không thể chọn, không thể thao tác được, trừ phi chúng ta lại bấm vào đây và chúng ta bỏ cái khóa đi. Thế thì cái con mắt này thì sao? Con mắt này thì nó tắt đi có nghĩa là không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là in ra thì không có. Nên, việc nào ra việc đấy, không cho nhìn thấy trên màn hình nhưng nối máy in có thể nó vẫn được xuất hiện trên màn in. Nhưng ngược lại, nếu mà tôi mở mắt ra nhưng mà tôi lại bấm máy in như thế này thì nhìn thấy thì nhìn nhưng mà lại không được phép in ra, tức là nó ngược nhau. Đấy, nhìn thấy trên màn hình nhưng không được phép xuất hiện ở trong bản in. Thế còn thằng này là cấm hết, là không được can thiệp, không được chọn máy, không được chọn lựa, không được xóa, không được tô màu, không được dịch chuyển, không được làm bất cứ cái gì ở trong cái tầng này cả, phong tỏa tầng này. Thế thì làm việc với lại cái layer này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề gì? Nó sẽ giúp chúng ta cô lập một số các cái đối tượng nào đó, quản lý một số đối tượng nào đó. Tại vì nếu như mà chúng ta nhắc lại cái khái niệm giản lược hóa về thiết kế, đó là tôi sắp xếp nhiều đối tượng đơn giản trở thành một đối tượng phức tạp hơn, sắp xếp nhiều đối tượng phức tạp trở thành đối tượng phức tạp hơn nữa, và nhiều cái phức tạp hơn nữa sắp xếp lại với nhau thì sẽ trở thành một cái bản thiết kế hoàn chỉnh. Đấy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đã sắp xếp nhiều đối tượng với nhau, xử lý nhiều đối tượng với nhau để thành một cái gì đó, thì chúng ta phải giữ cái mối quan hệ, giữ cái sự sắp xếp đó, đừng có xô lệch, đừng có bị xóa nhầm, đừng có bị dịch chuyển nhầm. Một cách tốt nhất là gì? Cách tốt nhất là đặt một cái đối tượng phức tạp mà sau khi chúng ta đã xử lý xong lên một layer. Vậy thì lúc nào chúng ta cần giải quyết cái gì, cần xử lý cái gì, cần dịch chuyển cái gì thì chúng ta sẽ xử lý ở trên layer đó. Mà làm xong một cái layer rồi, chúng ta chỉ việc là bấm cái bút này. Vậy là từ nay trở đi tất cả các đối tượng nằm ở trên layer này không bị thao tác nhầm, không bị xóa nhầm nữa. Có bấm cũng chả bấm được, có chọn cũng chả chọn được, cho nên chúng ta sẽ không sợ là nó bị xóa nhầm nữa. Đấy. Chứ tất cả để vào một giỏ cực kỳ khó. Vì sao? Vì nó rất nhiều tầng thứ, mà đôi lúc có những thứ mà nó nằm rất sâu ở tầng dưới, nó chen chúc giữa rất nhiều đối tượng khác và việc chọn được nó rất là khó. Vậy thì cái việc mà chúng ta quản lý riêng các nhóm đối tượng mà đã làm việc, nói chung là ổn thỏa rồi, lên các tầng khác nhau, cái đấy chính là cách để mà tách bạch bớt chúng nó ra, thì chúng ta sẽ quản lý, chúng ta sẽ lựa chọn được dễ hơn rất là nhiều. Và ở đây thì chúng ta có thêm một cái dấu trừ. Một cái dấu trừ này ở trước mỗi một layer thì nó sẽ cho phép chúng ta thu gọn lại để chúng ta nhìn nhanh là một cái tài liệu này nó có nhiều layer hay không, hay là ngôi nhà này nó có nhiều tầng hay không. Muốn xem kỹ cụ thể là mỗi một cái nhà này chứa bao nhiêu người thì lúc đấy chúng ta mới sổ danh sách ra để chúng ta xem bao nhiêu đối tượng nằm ở trong cái tầng này. Thế và ở một cái mức độ cao hơn nữa là chúng ta có thể là chuyển tầng. Đấy. Về mặt logic thì thường là tầng 1 nằm dưới, tầng 2 nằm trên. Nhưng nếu thích, chúng ta có thể bấm vào đây và chúng ta kéo trực tiếp, chúng ta lôi cổ cái thằng layer 2 này, đó, bắt nó chui xuống dưới, nằm dưới layer 1. Và lúc này thì cái tầng, cả tầng mà bị chuyển xuống vị trí dưới thì tất cả các người hay là các đối tượng mà sống ở trong cái tầng đấy cũng sẽ bị thấp xuống theo cái tầng đó.
Thế và một cái cách nữa cũng không nhất thiết là phải khóa cả một tầng lại, không nhất thiết là phải khóa cả một layer. Chúng ta cũng có một cái phương pháp khác xử lý như sau. Đây ở phía trên này thì các bạn nhìn thấy là nó có một số các cái lựa chọn. Biểu tượng đầu tiên là show object property. Cái này là gì? Khi mà tôi mở một đối tượng ra thì các bạn nhìn thấy nó một layer ra thì nó thông báo cái gì? Thứ nhất là chúng ta nhìn nhanh được có bao nhiêu đối tượng nằm ở trong này. Thứ hai là đối tượng đó có hình dáng như thế nào và thuộc tính của nó ra làm sao. Ví dụ tôi có hình chữ nhật thì nó ghi chú là rectangle, tôi có hình ellipse thì nó ghi chú là ellipse đó, thì rất là cụ thể. Và chúng ta nhìn nhanh được cái màu của đối tượng đó là màu gì. Thế nếu mà tôi bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị cái gì? Nó hiển thị thêm một số thông tin nữa như sau. Đây mọi người nhìn, không chỉ đơn giản là một hình chữ nhật có màu xanh mà tôi quen gọi là màu lá cây, nó sẽ ghi chú rất là rõ ràng luôn là gì đấy ạ, phim C100M0 Y100K0, à đây là tham số màu của cái màu này, outline là gì đấy ạ, tất cả là không, còn K là 100 là màu đen đúng không, và 0,5 point đấy là độ dày của cái đường viền. Như thế là tôi có nhiều thông tin hơn, cụ thể hơn, chi tiết hơn. Đấy, nếu như mà chúng ta cần xem thông tin thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng đầu tiên này để nó đưa thêm thông tin, nó khai báo một cách kỹ càng hơn. Còn nếu mà chỉ quản lý nhanh, xem nhanh thì chúng ta chỉ cần như thế này cho nó gọn gàng. Thế còn trường hợp thứ hai, cái nút thứ hai này là nút gì? Nút thứ hai này là nút Edit Across Layer. Khi cái nút này nhấn xuống thì các đối tượng nằm ở tầng 1 hay tầng 2 tôi không quan tâm. Cứ bấm được vào nó có nghĩa là tôi chọn được nó. Bất kể là đối tượng mà tôi bấm vào nó nằm ở tầng 1 hay tầng 2 hay tầng thứ N nào đó. Thế nhưng để mà tránh cái sự nhầm lẫn, tôi có thể tắt cái chế độ này đi. Khi tôi chắc tắt cái chế độ này đi thì nó sẽ thay đổi như sau. Chỉ layer nào đang được chọn thì layer đó mới có cái tên màu đỏ như thế này. Còn tất cả các layer khác thì sẽ có tên của layer màu đen. Đồng thời tất cả các đối tượng nằm ở trong layer thì sẽ chuyển sang màu xám. Và bây giờ chúng ta không thể bấm, không thể chọn được nếu như mà chúng ta không chọn đúng cái layer đó. Đây, tất cả những đối tượng nằm ở trên tầng 2 tôi chọn được ngay, đúng không? Hình đỏ này trên tầng 2 tôi chọn được. Tất cả các hình ellipse ở trên tầng 2 tôi chọn được. Đây, đây là các đối tượng ở trên tầng 2. Đó, đây là đối tượng trên tầng 2. Còn cái cụm này tôi có bấm tôi có chọn kiểu gì cũng không chọn được. Vậy thì là sẽ không có chuyện là đang mong muốn xử lý một vấn đề gì đó tầng 2 mà cuối cùng lại chọn nhầm một đối tượng ở tầng 1 và làm cho nó xóa mất đi hay thay đổi đi thì sẽ không có. Vậy thì với cách làm như thế này thì chúng ta dò xem là đối tượng nó nằm ở thuộc tầng nào, đúng không? Và sau khi mà chúng ta dò xong tầng rồi thì chúng ta tắt cái chế độ làm việc xuyên tầng đi, thì chúng ta làm việc ở tầng nào nó chỉ có diễn ra trong phạm vi tầng đấy thôi, cô lập cái tầng đấy so các tầng khác, và chuyện nhầm lẫn giữa tầng đó tầng kia tuyệt đối không xảy ra nữa. À, đây có muốn sang tầng khác thì lúc này tôi lại phải bấm vào đây đúng không, và lúc này thì tầng 1 lại được lựa chọn, tên của tầng 1 lại được làm bold lên, lại được tô bằng màu đỏ, tất cả tên tuổi chú thích của các đối tượng nằm ở tầng 1 được điểm sáng lên có màu rõ ràng, còn tầng 2 thì lại sáng quét đi. Và bây giờ tôi không thể chọn được một đối tượng nào tầng 2 nữa. Thì đấy là cái phương pháp quản lý các đối tượng và làm việc với các đối tượng. Đấy. Thế còn cái cô này là Layer Manager thì nó sẽ cho chúng ta xem ở hai chế độ, một là liệt kê nhanh là có những cái layer nào đó, hai là đây này, liệt kê rộng ra là từng layer này nó có cái gì. Như vậy là bằng cách mở cửa sổ quản lý các đối tượng ở trong Corel chúng ta có thể tạo thêm các tầng, hay là chúng ta còn gọi là layer đúng không? Đưa các đối tượng vào các tầng đó, dịch chuyển đối tượng từ tầng nọ sang tầng kia, hoặc là kể cả chọn các đối tượng ở trong cửa sổ quản lý layer. Đấy. Và khóa đúng không? Làm việc xuyên tầng hay là không xuyên tầng đó. Dịch chuyển tầng nọ với tầng kia vân vân, thì đấy là những cái thao tác mà chúng ta có thể làm được với lại cái các đối tượng cái cửa sổ quản lý layer.